Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được tiếp tục gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện của tác giả Chim Sẻ có tựa đề là Âm Hôn Kinh Hồn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Buổi chiều tại một ngôi làng, khung cảnh đang rất yên thì bỗng nghe tiếng thét lớn. Khốn kiếp, mày dám chọc tức tao à? Để xem hôm nay tao xử mày thế nào. Cả đám người ngồi xung quanh nhìn hắn ta đánh người kia, trong lòng rất phẫn nộ, nhiều lúc định xộc tới giải nguy và cho hắn ta một bài học, nhưng rồi lại tự do vì một điều gì đó. Hắn ta cứ như vậy được đà lấn tới, tiếp tục đánh vào mặt vào bụng của người kia một cách tới tấp. Bên cạnh của hắn một người chỉ tay về đám người kia rồi hét lớn. Tụi bay định làm gì? Bây giờ có biết nó làm ai không? Nó là Thạch Vương, cháu của lão Mạt đấy, biết chưa? Thử đụng vào nó xem tụi bay sẽ biết vị. Nghe thấy tên kia nói vậy thì đám người đang cố ý lao tới liền lùi lại mấy bước, rồi cho trong lòng đang hừng hực tức giận nhưng vẫn phải kìm lại. Dương mắt nhìn người kia bị đánh cho đến thừa sống thiếu chết. Một lúc sau thì hắn ta đứng dậy, lờ mắt nhìn đám người kia rồi nói. Ta nói cho bọn mày biết, ở cái chỗ này gây sự với ai chứ đừng gây sự với tao. Nhìn nó rồi lấy làm gương hiểu trước. Đám người kia chỉ biết đứng nhìn mà chẳng dám nói gì cả. Còn hắn ta thì bỏ đi ngay sau đó cùng một tên khác. Hắn ta là Thạch Vương, là cháu nội của lão Mạt, người giàu có quyền lực và tiếng trong cái vùng này. Hơn thế, Thạch Vương còn là cháu đích tôn cho nên rất được lão Mạt chiều chuộng. Chỉ cần hắn thích thì lão Mạt chắc chắn sẽ chiều hắn đến cùng. Không chỉ có mỗi ông nội của hắn mà bố mẹ cũng rất cưng chiều hắn. Ngày đầu bố mẹ hắn sinh khó, vất vả lắm mấy năm trời mới sinh được hắn. Người thường đi bên cạnh hắn là Tam Cương, ngày trước cũng thường bị Thạch Vương bắt nạt. Nhưng nhờ cái miệng cho nên dần dần được Thạch Vương dẫn đi cùng. Hai tên này khét tiếng là pháo phách chơi bời nhất nhì cái vùng này, cho nên hãy đi đến đâu thì cần biết là người ta sẽ né tránh. Một lần khi hắn cùng Tam Cương đang đi lượn lờ thì bắt gặp một tốp nam nữ đang nói chuyện với nhau. Giờ này hắn ít khi bận tâm đến những chuyện như vậy, nhưng lúc đó trong người đang chán trường vì không có gì chơi, cho nên hắn đã đề nghị được nhập cuộc cùng với tốp người kia. Tốp người kia biết khá rõ về con người của hắn, cho nên sau khi thấy hắn thì tỏ ra không vui. Vốn là như vậy, nhưng mà cũng không dám đuổi hắn đi, vì sợ hắn lại gây chuyện, cho nên cuối cùng đành cho hắn cùng nhập hội. Lúc nói chuyện thì hắn nhìn trúng một cô gái xinh đẹp, vừa nhìn hắn dường như đã phải lòng mất rồi. Hắn quay sang thì thầm với Tam Cương. Này, con nhỏ đó là ai mà xinh vậy? Tam Cương đưa mắt nhìn ngẫm một lúc hắn đáp. Đó hình như là Mộng Lan, con gái của Mạc Từ. Nhìn vậy thôi chứ ngày đầu kín tiếng khó gần lắm. Thầy Vương nghe vậy thì lườm sang. Mày nghĩ tao là ai? Nói không chừng cũng đang thầm thích tao ấy chứ, mày nhìn đây. Đoạn Thạch Vương đứng dậy phủi đi tiến về cô gái kia. Vừa tới hắn đã chạm vào búi tóc của cô rồi đưa lên mũi hưởng thụ. Cô gái giật mình nhìn lại tức tối nói. Anh làm gì vậy? Anh có làm cái gì đâu. Anh chỉ là sợ xem có phải là người phàm hay không mà xinh đẹp như vậy. Lời nói đó khiến cho Mộng Lan bật cười bẽn lẽn. Thạch Vương mặc dù nổi tiếng ăn chơi, nhưng hắn được cái rất khéo miệng. Cũng bởi vậy mà xung quanh hắn có rất nhiều cô gái trẻ đẹp. Nhiều như vậy thì tất cả cũng chỉ là qua đường. Mộng Lan sau khi bị hắn ghẹo thì cũng có chút để ý, nhưng cái tiếng tăm vì hắn quá lớn, cho nên sau đó cô cũng phớt lờ rồi bỏ đi. Điều đó càng khiến cho Thạch Vương trở nên hứng thú hơn, bởi từ trước đến nay rất ít khi cô gái nào dám tỏ thái độ như vậy. Hắn vội vàng đuổi theo rồi mạnh dạn kéo tay áo của Mộng Lan rồi gọi. Này, tôi đang nói chuyện với cô sao lại bỏ đi? Mộng Lan thu tay lại rồi đáp. Tôi còn phải về nấu cơm nấu nước, và lại tôi với anh cũng có quen biết gì đâu, sao anh lại tỏ ra như thân thiết như vậy? Thạch Vương bật cười rồi đáp. Không quen biết thế nên bây giờ mới phải nói chuyện làm quen, chứ làm gì có ai vừa gặp đã quen biết. Ở lại nói chuyện với anh một lúc, chốc về cũng chưa muộn. Mộng Lan lưỡng lự rồi đáp.
Không được đâu, tôi còn nhiều việc phải làm khác. Thế mà ông Lan khá là dứt khoát cho nên hắn không nỡ làm khó, liền thả tay áo cô ra. Vậy thì hẹn cô hôm sau nhé. Kể từ hôm đó, Thạch Phương đã bắt đầu cảm nắng Mộng Lan. Hắn tìm đủ mọi cách để gặp, mặc cho Mộng Lan không ưa gì và luôn tìm lý do để trốn tránh hắn. Vào một buổi tối khi mà Thạch Vương đang đi đến nhà của Tam Cương thì bất ngờ hắn bị một cái tải lớn trùm đầu. Sau đó thì một cú đạp mạnh làm cho hắn ngã lăn ra đất. Ngồi một đám người quay quanh hắn đánh đấm tới tấp. Mẹ kiếp, bọn này nhịn mày lâu lắm rồi đấy. Để xem hôm nay đứa nào đỡ cho mày. Mày đi chết đi, cái thằng khốn nạn. Đó chính là đám người mà thường ngày Thạch Vương vẫn hay bắt nạt. Có lẽ họ đã không còn nhẫn nhịn được nữa mà quyết liều một phen với Thạch Vương. Cơn tức giận càng lúc càng dữ dội hơn, bởi Thạch Vương cũng không phải là dạng vừa. Hắn hùng hằng chống đỡ nhưng rồi cuối cùng đành bất lực chịu trận. Lúc chuẩn bị rời đi thì một tên trong đám kia lao tới, xuất mạnh một cái vào bụng của Thạch Vương, khiến cho hắn lăn mấy vòng trên đất. Một tiếng bùm lớn vang lên, cả đám quay lại nhìn thì phát hiện Thạch Vương đã bị rơi xuống con sông gần đó. Cả đám người càng tỏ ra hả hê hơn, bởi con sông cũng không quá sâu, và quyết định bỏ mặc hắn để cho hắn một bài học. Đêm đó Thạch Vương không về nhà, ngày thường giờ giấc của hắn cũng chẳng ổn định, nên khi không thấy về nhà thì bố mẹ của hắn cũng chỉ nghĩ là do hắn đi chơi đâu đó chưa về. Cho đến hôm nay khi mà trời vừa sáng thì ở bên ngoài đã vang lên tiếng gọi lớn. Chú cầu ơi, thím lãm. Nghe thấy giọng nói có vẻ gấp gáp, người đàn bà vội vàng chạy ra ngoài thì phát hiện ra đó là Tam Cương, hay là người đi cùng đứa con trai. Cao lãm liền cất giọng. Có chuyện gì mà sáng ra cậu đã tới nhà tôi gọi cửa om sòm như vậy? Thằng Vương nó đi đâu mà chưa có về? Tam Cương miệng thở dốc, sau một lúc định thần thì hắn để nói. Có chuyện rồi thím ơi. Nhìn nét mặt hoảng loạn của hắn, người đàn bà cũng hoảng loạn vô cùng. Bà ta liền hỏi lại. Có cái chuyện gì cậu từ từ nói xem nào. Thằng Vương làm sao? Nó chết rồi. Người đàn bà nghe xong thì giật bắn người. Cậu nói bậy bạ cái gì thế? Cháu không có nói bậy bạ đâu. Chính mắt cháu nhìn thấy. Không tin thì thím tới đây mà xem. Người đàn bà có khuôn mặt ngờ vực nhưng trong lòng đã không còn giữ được sự bình tĩnh. Bà ta liền hốt hoảng chạy theo Tam Cương tới con sông nhỏ đầu làng. Tới nơi thì thấy có rất nhiều người đứng vây quanh. Sau khi chen qua đám đông thì Cao Lãm nhận ra thi thể nằm dạt trên bờ rất quen thuộc. Nhìn qua bộ quần áo không một chút suy nghĩ, bà ta liền lao tới nhảy xuống con sông. Ôi con ơi, con làm sao thế này? Chưa tới đường chỗ cây xác thì bà ta đã chơi với giữa dòng nước, khiến cho người ở trên bờ không thể trơ mắt đứng nhìn thêm. Sau đó cả Cao Lãm lẫn cây xác được đưa lên bờ. Sự ra đi của Thạch Vương là một sự mất mát lớn đối với nhà họ Thạch, bởi hắn không chỉ là con trai độc nhất của Thạch Cầu và Cao Lãm mà còn là cháu đích tôn của dòng họ này. Lão Mạt còn đau đớn hơn là bởi ông ta chỉ có mỗi Thạch Vương là cháu trai, còn đâu chỉ toàn là cháu gái. Về phía vợ chồng của Thạch Cầu Cao Lãm, nỗi đau khi mất đi đứa con chưa nguôi thì nỗi lo về sự phân chia gia tài khi mà lão Mạt qua đời lại ập đến. Thạch Cầu còn có một đứa em trai tên là Thạch Ban. Sau khi lấy vợ, Thạch Ban có hai người con nhưng đều là con gái. Cũng vậy mà bị cha của anh ta là lão Mạt hắt hủi, và số tài sản sau khi lão chết phần nhiều sẽ được chia cho Thạch Cầu. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác. Thạch Vương chết chắc chắn lão Mạt sẽ quan tâm đến hai đứa cháu gái nhiều hơn. Trước tình hình đó, Thạch Cầu đã tìm đến Tam Cương, người mà mọi ngày rất thân thiết với con trai của ông ta để nhờ chuyện. Sau khi Tam Cương đến, ông ta dẫn Tam Cương vào trong phòng riêng rồi nói: "Ta muốn nhờ cậu một việc, nếu cậu chịu giúp tiền bạc không thành vấn đề. Có chuyện gì chú nói đi, giúp được tôi sẽ giúp." "Chẳng là cái chuyện của thằng Vương, mấy nay nó tìm về báo mộng nói rằng tâm nguyện cuối cùng của nó là được cưới một cô vợ. Thế nhưng mà cậu cũng biết rồi, làm gì có ai chịu lấy người chết bao giờ. Ý chú là nhờ cháu tìm một cô gái vừa chết." "Đúng vậy. Thế nhưng khó gì cậu cứ nói cho tôi. Chuyện tiền nong tôi lo."
Tam Cương lặng người suy nghĩ, một lúc sau hắn thở dài rồi nhìn về phía Thạch Cầu. Thôi được rồi, chú đã nói như vậy thì cháu sẽ hiến cho chú một mưu kế như thế này, chú nghe xem có được không? Nói đoạn Tam Cương ghé miệng thì thầm với Thạch Cầu chuyện gì đó. Ông ta vừa nghe vừa gật đầu vẻ rất ưng thuận. Cách của cậu cũng được đấy, thế nhưng mà cậu phải sắp xếp cho tôi. Vừa nói Thạch Cầu vừa dúi vào tay của Tam Cương một số tiền. Tam Cương nhanh chóng cất vào bên trong túi áo rồi đáp. Được, chú cứ yên tâm đi, cháu sẽ vì lo cái vụ này ngay. Tam Cương dứt lời bước ra ngoài, hắn ta đi thẳng tới nhà của Mộc Lan. Lúc tới cửa thì thấy có một chàng trai đang đứng ở bên ngoài chờ đợi. Tam Cương thấy vậy không vội, liền đứng nép ở gốc cây gần đó nghe ngóng. Hắn quan sát thì thấy người đứng ở kia khá điển trai, tay cầm một thứ gì đó có vẻ rất háo hức. Một lúc sau cánh cửa mở ra, một cô gái tướng tá mũm mĩm không mấy ưa nhìn bước ra. Cô ta chính là Tú Kiều, là em gái của Mộng Lan. Anh lại tới đây làm gì? Mộng Lan đâu? Cho anh gặp Mộng Lan đi. Cô gái kia tỏ ra khó chịu. Mộng Lan, suốt ngày Mộng Lan. Em nói gì cơ? À không, em nói chị ấy đi vắng rồi, lúc khác anh hãy tới. Người kia đứng thất thần tỏ vẻ tiếc nuối. Chán nhỉ, phải em đưa cho chị ấy cái này hộ anh với. Bảo là anh tới tìm nhưng mà chị không có nhà, hẹn chị hôm sau. Cô gái gượng gạo gật đầu, còn người kia thì vội vàng bỏ đi ngay sau đó. Lúc người kia vừa rời đi thì cô gái bóc một hộp quà ra. Bên trong là một sợi dây chuyền nhìn rất bắt mắt. Cô ta lưỡng lự một lúc rồi bóp nát cái hộp vứt sang một xó, đeo chiếc vòng vào cổ của mình rồi cười thầm. Kịp lúc này thì Mộng Lan bước ra. Ai về em? À, bạn của em chị ạ. Mộng Lan mỉm cười rồi hướng mắt nhìn chiếc vòng trên cổ của Tú Kiều suýt xoa nói. Ở đâu mà em có chiếc vòng đẹp vậy? À, cái này... Trong lúc mà Tú Kiều còn chưa biết phải nói thế nào về chiếc vòng cô ta đang đeo, thì bất ngờ Tam Cương bước tới. Là tôi tặng Tú Kiều đó. Thế Tam Cương, Mộng Lan cười thầm nghĩ rằng Tam Cương đang theo đuổi em gái của mình, cho nên tỏ ra vui vẻ. Cô nói, chỉ có việc phải ra ngoài rồi, hai đứa ngồi chuyện đi. Sau khi Mộng Lan bước đi, Tú Kiều đưa cặp mắt khó hiểu nhìn Tam Cương. Anh là ai vậy? Tam Cương cười đáp, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi đến đây để giúp cô. Tú Kiều nhăn nhúm mặt mày lại hỏi, giúp tôi? Sao anh lại giúp tôi? Và lại tôi cũng không cần anh giúp. Tam Cương liền bật cười nói, sao cô biết cô không cần tôi giúp? Ở đây không tiện, nếu cô muốn biết thì hãy theo tôi. Vừa nói Tam Cương vừa thận trọng đưa mắt nhìn xung quanh. Tú Kiều ngoài miệng thì nói không quan tâm, nhưng trong lòng cô vốn đang rất tò mò. Thấy Tam Cương bước đi, Tú Kiều chẳng kìm được, lưỡng lự một lúc rồi nhanh chân bước theo. Thế một con ngõ khá vắng, Tam Cương lại thận trọng nhìn xung quanh một lần nữa. Cô có muốn đổi đời không? Đổi đời thì ai chả muốn, nhưng bằng cách nào? Thì cũng không vòng vo chuyện thế này. Cô có biết Thạch Vương cháu trai độc nhất của lão Mạt không? Biết, hắn ta vừa mới chết đuối hôm trước. Thì sao? Chả là nhà họ Thạch muốn cưới cho Thạch Vương một cô vợ để lo chuyện nhang đèn sau này. Ý của anh là gì? Chẳng lẽ anh xui tôi cưới người chết để đổi đời? Thôi, tôi không làm đâu. Tam Cương vội xua tay. Thì tôi cũng đâu có nói cô phải cưới Thạch Vương. Vậy ý của anh là gì? Gia đình của họ muốn cưới chị cô. Vậy Thạch Vương ngày trước phải lòng chị cô, sau khi chết đi cũng vậy. Sao? Anh nói gì? Chị tôi? Tam Cương gật đầu. Nếu gia đình bên họ muốn cưới chị tôi cho Thạch Vương, tại sao không đến hỏi thằng bố mẹ, hay là chị tôi mà lại nhờ anh? Tam Cương vừa nghe vừa nhăn mặt. Cô chẳng hiểu gì cả. Tóm lại chỉ cần cô gật đầu đồng ý, khắc tôi sẽ có cách. Sau khi mà chị cô được gả về bên đó, bên nhà họ sẽ để riêng cho cô một số tiền lớn, coi như là tiền bồi dưỡng dành cho cô thích sao? Nghe đến tiền, Thú Kiều rất hứng thú, nhưng lấy cuộc đời chị gái cô ra đánh đổi thì lại là chuyện khác. Thú Kiều hòa mình vào suy nghĩ, mãi một lúc sau cô mới đáp. Thôi tôi không làm đâu, có gì anh đi mà hỏi chị tôi ấy. Tam Cương thấy Thú Kiều rất khoát như vậy, thấy không ổn cho nên hắn ta nói. Cô không cần phải trả lời gấp như vậy đâu, cứ suy nghĩ cho thật kỹ, lúc nào thông suốt thì tới tìm tôi. Tiện đây tôi cũng nói cho cô hiểu, chẳng phải cô rất ganh tị với cuộc sống của Mộng Lan hay sao? Chẳng phải cô vẫn ước ao được một người khác chú ý? Bởi cái bóng của chị cô quá lớn, cho nên cô không được ai để ý cả.
Nếu chị cô yên bề ra thất thì nghĩ xem, tá đàn ông ngày trước theo đuổi chị cô chắc chắn sẽ để ý đến cô. Nghĩ tôi xem có nói đúng không? Tú Kiều chỉ lặng im rồi quay đầu rời đi mà không nói gì. Phía Tam Cường thấy Tú Kiều như vậy, hắn khá sốt ruột, bởi vì dù gì hắn cũng đã nhận tiền của Thạch Cầu. Nếu mọi chuyện không như dự tính, chắc hắn chẳng còn mặt mũi nào để nhìn Thạch Cầu nữa. Trên đường trở về nhà, Tú Kiều đang đi thì bỗng nhiên có tiếng ai đó gọi. Ngoài nhìn lại thấy một chàng trai lạ mặt, cô cứ ngỡ là gọi cô cho nên mặt mũi bừng tỉnh. Người kia chạy tới rồi cất giọng: "Em có phải em gái của Mộng Lan không?" Tú Kiều mừng hụt gật đầu. Thoáng cô thấy khó chịu bởi đi đến đâu không có người gặp hỏi chị cô. Cô nói: "Mộng Lan, Mộng Lan, sao mấy người suốt ngày hỏi Mộng Lan thế?" "Mộng Lan, không lẽ Mộng Lan..." Người kia liền tỏ vẻ ngạc nhiên: "Không, Mộng Lan thì chẳng nhẽ là cô?" "Đúng vậy, sao không phải tôi chứ? Sao cô không tự nhìn lại mình đi? Người gì đâu vừa béo vừa xấu, đã vậy là còn có thêm cái tính ganh ghét. Thì đã sao chứ, anh thì tốt đẹp chắc." Hai bên lời qua tiếng lại một lúc thì thu hút rất nhiều ánh nhìn của những người qua đường, nhưng đa phần đều ủng hộ người kia. Bởi nhìn đến dáng vẻ của Tú Kiều thì chẳng ai ưa cô. Tú Kiều bất lực đành cắn răng quay trở về nhà. Vừa về đến cửa, cô đang nghe bên trong tiếng vọng ra: "Con ăn đi, mẹ vừa hầm xong đấy, ăn đi. Dưới bếp còn nhiều, hết mẹ lại lấy cho." Tú Kiều đẩy cửa bước vào, nhìn thấy trên tay của Mộng Lan là một bát hơi nóng đang bốc lên. Cứ bước đến nhìn thì thấy đó là gà tầm sen. Nhìn rất ngon cho nên Tú Kiều nhìn sang mẹ cô nói: "Con cũng muốn ăn." Mẹ cô liền đáp: "Xuống bếp xem ăn bao nhiêu thì tự múc." Nghe lời đó chợt Tú Kiều thích tuổi trong lòng, bởi vừa mới ngay đây chị cô được mẹ chăm sóc tận tình, còn cô thì ngược lại. Cô gật đầu rồi lặng lặng bước ra ngoài. Rất nhiều lần như vậy, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô cảm thấy như vậy. Chợt suy nghĩ lại những điều mà Tam Cương từng nói, Tú Kiều liền thấy đúng. Đêm hôm sau, sau khi mà suy nghĩ kỹ thì Tú Kiều tìm đến phòng của Mộng Lan. Sau khi gõ cửa, cô chậm rãi bước vào. Mộng Lan nói: "Em tìm chị có chuyện gì vậy?" Tú Kiều tỏ ra bối rối, cô ngồi xuống ngay chiếc ghế cạnh cửa sổ, lặng nhìn xung quanh một lúc. Cô nói: "Chị đã bao giờ nghĩ đến chuyện lấy chồng chưa? Sao tự dưng hôm nay em hỏi vậy?" "Thì chị cũng đến tuổi gả chồng rồi còn gì, ở với bố mẹ mãi cũng đâu được chứ. Và lại em thấy ngày nào cũng có người thích tìm chị tặng quà, lấy đi để cho người ta đỡ đi đi lại lại." Mộng Lan chợt xoa đầu của Tú Kiều: "Em của chị hôm nay nói nghe chuyện có vẻ đã hiểu chuyện hơn rồi đấy. Nhưng mà chị vẫn chưa muốn lấy chồng. Em thường nghĩ xem lấy chồng phải về nhà họ làm dâu, muốn về thăm bố mẹ cũng khó, nói chuyện cái chuyện phụng dưỡng." "Chị nói cũng phải. Chỉ có điều em tiếc cho tuổi trẻ của chị. Bây giờ chị xinh đẹp nhiều người theo đuổi như vậy, không chọn sau này ít đi có khi chị thiệt không?" Mộng Lan liền bật cười: "À được rồi, để chị suy nghĩ nhé." Tú Kiều cũng cười đáp lại rồi lấy cớ đi ra ngoài quay về phòng. Cả đêm đó Tú Kiều trằn trọc mãi không ngủ được. Cô bắt đầu lay động mạnh trước những lời của Tam Cương. Cô nhắm mắt lại, bao nhiêu cay đắng tủi hờn, bao nhiêu năm qua cứ như vậy gom lại ập đến đầu của cô. Nghĩ một lúc lâu thì cô thở dài nhắm mắt lại như đã quyết định xong chuyện gì đó. Sáng ngày hôm sau, Tú Kiều đi ra ngoài chợ từ sớm. Cô không phải đi chợ mà đi tìm Tam Cương. Vừa tìm tới thì Tam Cương biết kế hoạch đang đi đúng hướng cho nên tỏ ra vui vẻ. Hắn nói: "Sao, cô đã suy nghĩ thông suốt rồi phải không? Xong chuyện này tôi được bao tiền?" "Cái đó thì phụ thuộc Thạch Cầu, ông ta sẽ ra giá với cô. Nhưng mà tôi chắc một điều với cô rằng, nếu xong chuyện này từ nay trở về sau, cô được sống trong nhung lụa. Nhưng mọi chuyện thế nào rồi?" "Tôi nghĩ kỹ, nhưng anh phải giúp tôi." "Giúp à?" Tú Kiều đưa mắt nhìn quanh rồi ghé sát tai của Tam Cương thì thầm một điều gì đó. Vừa dứt lời thì Tam Cương giật mình, có vẻ như hắn khá sốc trước những lời mà Tú Kiều vừa nói. "Sao cô định giết?" "Anh nói bé cái mồm thôi." Tam Cương chưa kịp nói xong thì Tú Kiều đã đưa tay lên bịt miệng của hắn. Hắn bất giác đưa ánh mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt có chút hoảng. "Nhưng làm sao có thể được?" Tú Kiều kéo Tam Cương lại gần thì thầm: "Anh chỉ cần nghe theo tôi. Tôi tay trong anh tay ngoài chắc chắn sẽ được. Nhưng mà tôi muốn gặp Thạch Cầu, tôi muốn nói rõ ràng chuyện với ông ta."
Được, tôi sẽ đưa cô đến gặp ông ta, tránh để cho người khác nghi ngờ. Đêm nay cô cứ tới đây, tôi và cô sẽ tìm đó. Đêm hôm đó, như đã hẹn với Tam Cương, Tú Kiều cùng hắn tìm đến nhà của Thạch Cầu. Thế cửa, hắn nhìn Tú Kiều rồi nói: cô đứng đêm rồi một lát, tôi vào báo với ông ta rồi ra ngay. Nên đoàn Tam Cương bước vào bên trong. Một lúc sau hắn quay lại đưa Tú Kiều vào. Cô là... Tôi là em gái của Mộng Lan, người mà ông muốn đưa về làm dâu dòng họ này. Phải. Nghe cô nói có vẻ cô đã suy nghĩ kỹ rồi không? Đúng vậy. Tôi không muốn vòng vo. Thứ nhất, cô ta sẽ không chịu về làm dâu nhà ông nếu vẫn còn sống, bởi chẳng ai muốn cưới người chết. Chuyện thứ hai, tôi muốn một khoản tiền lớn sau khi kết thúc vụ này. Thạch Cầu liền bật cười. Chuyện tiền nong cô không phải lo. Một khi chuyển đi đúng hướng thì tài sản của dòng họ này chắc chắn phần lớn sẽ được chia cho tôi. Lúc đó thì cô sẽ không thiếu phần. Nhưng mà làm sao tôi có thể tin tưởng cô? Chẳng phải cô và Mộng Lan là chị em ruột? Đúng là chị em ruột. Nhưng mà trong cuộc như là tôi mới hiểu được. Chỉ có cô ta biến mất, tôi thực sự mới lấy lại được những thứ vốn dĩ của mình. Được. Tôi rất thích những người như cô, dám làm tất cả để đạt được thứ mình muốn. Thế được rồi. Kể từ bây giờ chúng ta sẽ chung một chuyến thuyền. Kế hoạch phải rạch ròi. Có như vậy thì mới tiến xa được. Sau cái đêm đó, Thạch Cầu, Tam Cương và Tú Kiều chính thức trở thành đồng bọn. Một kế hoạch tỉ mỉ đã được chúng vạch ra cho một cuộc âm hôn rùng rợn. Thứ hôm sau, lúc mà Mộng Lan đang ngồi trong phòng thì Tú Kiều tìm đến gõ cửa. Chị ơi, chị có trong không? Em tìm chị hả? Vâng ạ. Em nghe nói tối nay ở đầu làng có hội, chị có đi xem cùng em không? Thế à? Sao chị không nghe người ta nói? Cả ngày hôm nay chị ở trong nhà sao biết? Mộng Lan gãi đầu rồi nói: hôm nay chị thấy hơi mệt, em đi một mình nhé. Thôi chị đi cùng em cho vui, đi một mình chán lắm, với cả em cũng sợ nữa. Vừa nói thì Thúy Kiều kéo tay năn nỉ Mộng Lan, khiến cô không nỡ từ chối. Cuối cùng cô đành lật đật cùng Tú Kiều đi ra hội chơi. Thế cây cầu, Tú Kiều dừng lại chợt ré lên: ôi thôi chết rồi, trước vòng của em. Mộng Lan giật mình quay đầu lại thì thấy Tú Kiều đang cầm cùi mò mẫm trên chiếc cầu nhỏ. Cô hỏi: em có chuyện gì? Em lỡ tay làm rơi chiếc vòng rồi, không biết nó rớt xuống kia chưa. Mộng Lan bước lại mò mẫm trong bóng tối cùng Tú Kiều. Sau một lúc vẫn cầm cốc, cô nói: chắc là nó rơi xuống dưới kia rồi. Mộng Lan chưa dứt câu thì Tú Kiều đã lẳng lặng quay người bước đi. Mộng Lan cất giọng: em định đi đâu? Em xuống dưới kia tìm. Không được đâu. Bây giờ xuống đó nguy hiểm, với cả bây giờ tối như vậy, làm gì thấy đường mà tìm. Nhưng mà em không thể để mất chiếc vòng đó được đâu. Mộng Lan khuyên em gái chẳng đường, cho nên đành cùng Tú Kiều đi vòng lại sông mép sông tìm chiếc vòng. Lúc Mộng Lan vừa xuống tới rìa sông thì bỗng từ phía sau có một chiếc gậy vụt thẳng vào gáy của cô, khiến cô ngã quỵ xuống. Kể đó một bàn tay thô ráp bịt lấy miệng của cô rồi kéo cô xuống nước, liên tục nhấn đầu của cô xuống. Kẻ đó tàn bạo đến mức khiến Mộng Lan không thể phản kháng nổi. Cô dần dần ngộp nước, cảm tưởng cái chết đã cận kề. Sau một lúc vùng vẫy kêu cứu trong cổ họng, cuối cùng Mộng Lan cũng không thể thoát khỏi số phận đã sắp đặt. Thứ Kiều đứng bên chứng kiến toàn bộ cái chết của người chị gái, nhưng cô ta không mảy may rung động. Chờ đợi tên hung thủ lên, cô cất giọng: sao rồi? Được rồi, cô mau về nhà đi, ở đây tôi sẽ lo. Dứt lời, Tú Kiều lặng lẽ quay về. Tới nhà thì cô đi thẳng vào trong phòng rồi đóng cửa, tắt đèn, lao lên giường. Để vốn dĩ chỉ là cách mà Tú Kiều tạo ra chứng ngoại phạm. Nằm nhắm mắt nhưng Tú Kiều chẳng thể nào ngủ được. Cho đến hiện tại, tay chân của cô vẫn còn run lên không kiểm soát. Đến nửa đêm, phía bên ngoài phòng, Tú Kiều bỗng vang lên tiếng đập cửa. Tú Kiều chạy ra mở thì phát hiện ra đó là mẹ của cô. Một thế này rồi, mẹ gọi con có việc gì không? Con có biết Mộng Lan đi đâu không? Đến giờ vẫn chưa thấy nó về. Chị chưa về à? Bà Thụy lắc đầu. Tú Kiều liền nói tiếp: tối nay con thấy hơi mệt cho nên đã suốt trong phòng. Nhưng mà cái lúc chiều con có nghe chị nói tối nay chị ra ngoài gặp ai đó, có khi nào... Bà Thụy chợt nghĩ, tay vỗ đùi nhăn nhúm: thì chết rồi, con gái con nữa ra ngoài giờ này còn chưa thấy mặt mũi. Ta ngồi đây đợi xem lúc nào thì nó về. Nói đoạn bà Thủy bước tới trước cửa phòng của Mộng Lan, đặt ghế ngồi đợi. Tú Kiều vốn cũng đoán trước đường sẽ có chuyện này, cho nên cô liền chạy theo mà nói: mẹ nên về phòng nghỉ ngơi đi,
chứ việc gì phải đợi chị như vậy cho mệt. Mày về phòng lo cái thân mày đi. Thế bà Thủy quát lên, Thú Kiều cũng chẳng dạy gì mà đứng đó. Cô ta lặng lẽ bước trở về phòng, nở một nụ cười lạnh ngắt, bỏ mặc mọi thứ. Ngày hôm sau, Thú Kiều ra ngoài thì nhìn thấy bà Thủy vẫn còn ngồi chỗ tối. Có lẽ vì đêm qua ngồi đợi quá lâu cho nên bà Lãm đã thiếp đi lúc nào không hay. Thú Kiều vội vàng đi tới nắn lại nét mặt cô ta hỏi: Mẹ à, cả tối qua mẹ ngồi ở đây. Bà Thủy giật mình đưa mắt nhìn thoáng định thần lại, bà hỏi: Thế còn Mộng Lan vẫn chưa về sao? Thú Kiều buồn bã lắc đầu. Bà Thủy dù biết đó là một sự thật nhưng mà trong lòng vẫn chưa thể tin. Bà vội vàng quay lại đẩy cửa bước vào trong phòng. Nhìn qua nhìn lại một lúc không thấy Mộng Lan đâu. Lúc này bà Thủy mới thực sự tin rằng con gái của mình đêm qua đến giờ chưa về. Trong lòng của bà Thủy bây giờ bắt đầu lo lắng hơn là trách móc con gái như đêm qua. Chồng bà thì đi làm trên huyện chưa về. Đàn bà con gái muôn phần hoang mang. Trong lúc bối rối chưa biết làm gì thì từ bên ngoài bỗng vọng vào một tiếng hét lớn: Bà Thủy, bà Thủy ơi! Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà Thủy lật đật chạy ra ngoài. Đó là một người hàng xóm. Nhìn thấy dáng vẻ hớt hải của người đàn ông, bà Thủy liền gấp gáp: Có cái chuyện gì mà chú gọi tôi sớm thế? Bà ra cầu mà xem đi. Có con gái của bà... Con gái của tôi làm sao? Bà ra đó rồi biết. Bà Thủy không còn tâm trí gì nữa, liền đứt qua người đàn ông rồi chạy thẳng về phía đầu cầu. Gần tới thì thấy có rất nhiều người đã đứng sẵn ở đó, miệng nói tay chỉ về phía dưới. Bà Thủy nhanh chóng bước tới chen qua đám người thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Trước mắt của bà chính là đứa con gái Mộng Lan yêu quý, nằm ngâm mình dưới làn nước lạnh lẽo, da rẻ đã bạc thích từ bao giờ. Bà Thủy lao tới ôm lấy xác của đứa con gái rồi gào lên. Khóc được một lúc thì bà Thủy cũng im đi vì quá sức chịu đựng. Mạc Tử nằm ở trên huyện sau khi nghe tin như là sụp đổ. Ông ta nhanh chóng sắp xếp quay về lo tang lễ cho con gái. Sau tang lễ một ngày, trong vùng bắt đầu đồn thổi về cái chết của Mộng Lan. Người ta đồn rằng cái chết của Mộng Lan có liên quan đến Thạch Vương, người đã chết cách đây mấy hôm bởi chỗ mà Mộng Lan đuối nước, đúng ngày cái chỗ mà Thạch Vương từng chết. Kỳ lạ hơn, người ta còn tìm thấy bên trong người của Mộng Lan có một chiếc vòng cổ bằng vàng khắc tên Thạch Vương ở trên đó. Bàn đi bàn lại, ai cũng cho rằng Mộng Lan và Thạch Vương trước đó đã có tình cảm với nhau, cho nên khi Thạch Vương chết, cô đã không chịu được mà gieo mình xuống dòng để được đoàn tụ với Thạch Vương. Mất đi đứa con gái yêu quý, gia đình của lão tử đau khổ, chưa nguôi ngoai thì lại phải chịu thêm những lời gièm pha. Họ không chịu đựng được đành phải đóng cửa tránh giao tiếp với bên ngoài. Mấy ngày sau, những lời đồn về cái chết của Mộng Lan dần trôi vào quên lãng, thì lúc này trong nhà cô bắt đầu xảy ra chuyện chẳng lành. Và đêm thứ hai sau đám tang, khi mà bà Thủy vẫn còn đang thất thần trước di ảnh của Mộng Lan, thì bất ngờ nghe tiếng thét lớn vang vọng từ phòng của Thú Kiều. Vốn còn mỗi Thú Kiều cho nên bà Thủy dù mệt mỏi không bước nổi, nhưng vẫn gắng gượng đi đến phòng của Thú Kiều. Và đến nơi thấy con gái đang ngồi ở góc giường, chăn gối trùm kín chỉ chừa mỗi cái đầu. Nhìn tới thì thấy Thú Kiều đang khóc, bà Thủy liền lo lắng: Con sao vậy? Thú Kiều lắc đầu tỏ vẻ sợ hãi khiến bà Thủy càng lo lắng hơn. Bà ngồi tới ôm nhẹ tay của Thú Kiều rồi an ủi: Con đừng giấu mẹ, mất đi Mộng Lan mẹ đã đủ đau lòng, mẹ không muốn chuyện gì xảy ra với con. Bà nãy con nằm mơ thấy chị ấy nói rằng muốn cho mẹ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của chị ấy. Chị con báo mộng. Vâng ạ. Chị nói rằng cái chết này do chị ấy chọn, mong cha mẹ đừng trách, từng buồn vì chị. Cuối cùng chị ấy muốn gả cho nhà họ Thạch, muốn bố mẹ sẽ hoàn thành tâm nguyện này. Bà Thủy là người nước mắt giàn giụa bởi bà biết nếu hoàn thành tâm nguyện của đứa con gái, thì đây chính là một cuộc âm hôn. Thoáng nghĩ bà liền xoa đầu của Thú Kiều: Thôi, mấy hôm nay chắc con mệt rồi, con ngủ đi, còn chuyện này để mẹ bàn với cha. Nói đoạn bà Thủy đứng dậy quay bước ra ngoài. Lúc này Thú Kiều mới lộ rõ khuôn mặt thật. Cô ta gạt đi những giọt nước mắt giả tạo trên má, rồi nở một nụ cười ma mãnh, nhìn bóng dáng của bà Thủy dần khuất sau cánh cửa. Trong căn phòng nhỏ, những nỗi buồn về cái chết của Mộng Lan dường như chưa vơi đi nhiều. Ông à,
tôi có chuyện này muốn nói với ông. Mạc Từ rầu rĩ nói, bà nói đi, tôi đang nghe đây. Bà nãy tôi vào phòng của cái Kiều, tôi thấy nó khóc hỏi thì nó nói là cái Lan nhà mình, nó muốn gả cho nhà họ Thạch. Nó còn nói đó là tâm nguyện cuối cùng mà muốn vợ chồng mình thực hiện giúp nó. Mạc Từ vừa nghe vừa lặng người nhìn ra bên ngoài. Một lúc sau ông nói, chưa nói đến chuyện cái Lan nó có muốn thực sự như vậy hay không, thì cũng chỉ nghĩ đến chuyện nhà họ Thạch, họ có đồng ý hay không. Bà thử nghĩ xem, gia đình của họ giàu có quyền lực như vậy, dễ gì mà chịu một cuộc âm hôn chỉ vì lý do con gái của mình muốn như vậy. Chưa nói đến việc người làng sẽ nghĩ như thế nào. Bà Thụy liền nói, ông còn nhớ những lời đồn mấy ngày qua không? Tôi nghĩ cái tâm nguyện của con cũng là điều dễ hiểu. Điều ông nói không phải là không có lý. Nếu mà ông không làm thì ngày mai tôi sẽ qua nhà họ thư chuyện. Mạc Từ thở dài chép miệng, phó mặc mọi chuyện cho thời gian định đoạt. Sau những ngày sống trong đau buồn mất mát, bà Thụy và ông Từ cuối cùng cũng chợp được mắt. Đêm hôm đó, nhân cơ hội hai người kia ngủ, Thứ Kiều đã tìm lẻn ra bên ngoài tìm tới nhà của Thạch Cầu. Cậu ta tìm tới để báo tin rằng cha mẹ của cô giờ đây đã xa lưới, việc bây giờ chỉ còn là việc của ông ta mà thôi. Sáng ngày hôm sau, bên ngoài nhà Mạc Từ bỗng nhiên xuất hiện một đám người quần áo chỉnh tề đứng ra hàng lối gõ cửa. Mạc Từ bước ra mở cửa thì giật mình phát hiện đó chính là Thạch Cầu cùng người của nhà ông ta. Mạc Từ chưa hiểu ra thì chuyện gì, nhưng mà Thạch Cầu đã cất giọng, ông không định mời khách vào nhà sao? À, tôi xin lỗi, thất lễ quá, mời ông và mọi người vào trong nhà ngồi uống trà. Bước vào trong nhà, Mạc Từ khó xử nói, mấy hôm nay gia đình chúng tôi còn lo lắng về cái chuyện đứa lớn, cho nên là nhà cửa bừa bộn, mong ông đừng để tâm. Được rồi, ông không cần lo về chuyện đó, tôi hiểu được tâm trạng của gia đình. Dám hỏi là ông đến đây có chuyện gì à? Chuyện là như thế này, chắc là mấy ngày qua ông cũng nghe những cái lời đồn về con trai của tôi và con gái của ông. Tôi thì cũng không rõ lắm bởi nó cũng lớn, tôi cũng không thể kè kè bên cạnh. Ba hôm trở lại đây, ngày nào nó cũng tìm về báo mộng cho tôi, nói rằng là nó muốn cưới con gái đã khuất của ông. Không biết là ý của ông Từ sao à? Nghe Thạch Cầu nói, khuôn mặt của Mạc Từ biến sắc hoàn toàn, bởi theo lời của đứa con gái Tú Kiều thì Mộng Lan cũng tìm về với tâm nguyện tương tự. Mạc Từ trong lúc hoang mang chưa kịp nói thì bà Thủy đứng ngoài nghe thấy liền cất giọng, thế thì tốt quá, không chẳng giấu gì ông Thạch, Mộng Lan nhà tôi cũng về báo mộng, tâm nguyện của nó là muốn gả vào Thạch gia. Hôm qua tôi với ông nhà vừa nói chuyện, chưa biết là nên thư chuyển với ông thế nào thì hôm nay ông đã tới trước. Thạch Cầu tỏ ra ngạc nhiên, thật như vậy sao? Thế thì không còn nghi ngờ gì nữa, hai đứa đã tìm về báo mộng tâm nguyện như vậy, và làm cha làm mẹ như tôi và ông bà đây, sao nỡ không làm chứ? Ông Thạch nói phải, nó là đứa con gái tôi yêu quý nhất, song không lo đường cho nó đàng hoàng, bây giờ vậy rồi thì cũng mong gia đình bên ông rộng lượng đón nó về. Thạch Cầu vừa nghe vừa gật đầu tỏ vẻ ưng thuận. Được rồi, nếu bà đã nói như vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ quay về. Sai người chuẩn bị lễ lạt sang đây để đón dâu, ý ông bà thế nào? Bà Thủy vội đồng ý. Thạch Cầu cứ như vậy cúi chào rồi mỉm cười ma mãnh. Đoàn ông ta cùng đám người quay về chuẩn bị ngay sau đó. Ông ta cho người chuẩn bị hai hình nhân bằng giấy. Mỗi hình nhân được hai người đỡ đi hướng về phía ngôi mộ mới của Mộc Lan. Sau khi tới nơi, ông ta đã nhờ thầy bùa làm lễ yểm phép để đưa linh hồn của Mộng Lan nhập vào hình nhân. Khi thầy pháp ra hiệu đã hoàn thành, cả hai hình nhân được giữ đi cùng nhau quay trở lại nhà của Thạch Cầu. Lễ âm hôn được tổ chức đầy đủ to lớn, chẳng khác gì một đám cưới bình thường. Sau khi nghi lễ âm hôn kết thúc, Thạch Cầu liền nói với Mạc Từ, đám cưới của tụi nhỏ cũng đã xong, bây giờ tôi xin phép ông bà cho tôi tới chuyển mộ của Mộng Lan về khu mộ của nhà họ Thạch chúng tôi. Mạc Từ dưng dưng đáp, ông cứ làm đúng thủ tục, giờ nhà tôi với nhà ông cũng là thông gia, nhưng cái việc này nên làm ngay, sớm được ngày nào hay ngày đó. Thầy Cầu tỏ ý gật đầu, đưa người tới ngôi mộ của Mộc Lan để đi trước quan tài lẫn thi thể của cô về. Thế cảnh đó thì bà Thủy khóc ngất liền ngất xuống, mãi đến khi Mạc Từ xuống lời khuyên can, bà Thủy mới dứt lòng cho nhà họ Thạch đón Mộc Lan. Lễ âm hôn diễn ra chóng vánh, cuối cùng những toan tính của Thạch Cầu, Tam Cương và Tú Kiều cũng hoàn thành.
Phía nhà của thầy cầu họ chỉ đợi tròn 9 tháng 10 ngày sau sẽ tìm tới và đón một đứa bé về để làm cháu nội. Như vậy thầy cầu ung dung được hưởng phần lớn gia tài của dòng họ Thạch. Tam Cương và Tú Kiều cũng thay đổi cuộc sống kể từ ngày đó. Được thầy cầu hậu thuẫn, cả hai người họ sống sung sướng, ăn diện mặc sang, ngày ngày không phải lo một thứ gì. Phía nhà ông bà Thụy thì từ ngày hoàn thành tâm nguyện của con gái, họ như là được chút bớt gánh nặng. Thế nhưng đầu đỏ vẫn còn nỗi nhớ về sự mất mát đột ngột này. Bây giờ chỉ còn mỗi Tú Kiều rồi thích con gái thay đổi nhiều kể từ ngày đó, nhưng mà chẳng nỡ cấm cản cô bởi họ sợ những điều tồi tệ xảy đến với họ lần nữa. Tú Kiều này, con biết mẹ đi đâu không? Không à, con vừa qua nhà bạn cho nên con không để ý. Ông Từ liền thở dài. Chẳng hiểu cái bà này làm gì suốt ngày không thấy mặt mũi. Mà Tú Kiều này, con cũng lớn rồi chắc không muốn quản thúc vì con còn cuộc sống cá nhân. Nhưng mà dạo này cha thấy con... Con biết rồi cha, cha cứ nhắc hoài. Xét lời, Tú Kiều bỏ về phòng, mặc cho Mặc Từ đứng thất thần quay người ra cửa, chẳng biết nói gì thêm. Chạm tràng tối, lúc mà ông Từ đang loay hoay ở cửa đợi thì thấy bà Thủy từ bên ngoài bước vào. Mắt đỏ hoe như là vừa khóc, ông Từ liền cất giọng. Bà đi đâu cả buổi chiều làm tôi tìm suốt. Tôi vừa ở đầu xóm về, ông tìm tôi có việc gì? Có phải bà vừa ra mộ của cái Lan không? Hỏi thì không thấy bà Thụy đáp, chỉ thấy nước mắt mỗi lúc một rơi ra. Ông Từ nhăn nhúm lại rồi nói. Tôi đã nói với bà bao lần rồi, sau đó lỡ nhà họ Thạch người ta thấy thì sao? Con gái như vậy tôi cũng buồn lắm, nhưng mà bà cứ như vậy, con mình nhỡ lòng nào mà siêu thoát? Bà Thụy liền đáp. Con gái vừa mất, chưa nằm đấm ất nhà mình thì đã về đất nhà người. Thì không tới đó, nhưng còn nó buồn tuổi thì làm sao? Và lại cũng chưa qua 49 ngày, từ giờ đến lúc đó ông đừng có cản tôi. Thế bà Thủy nói như vậy, ông Từ cũng không đành lòng cấm cản nữa. Ông chỉ biết thở dài rồi nhìn ra ngoài. Trời lúc này cũng tối hẳn, kéo theo những nỗi phiền muộn phủ lấy ngôi nhà của ông. Cách mấy ngày sau, trong thôn bắt đầu đồn ầm lên một chuyện chẳng mấy hay. Chuyện là một người đàn ông trong lúc đi làm việc đã nhìn thấy một hồn ma đang ngồi ở giữa hai ngôi mộ của Thạch Vương và Mộc Lan. Ông ta còn nói về trời khá tối, cho nên chẳng nhìn rõ đó là nam hay nữ, chỉ nghe tiếng khóc rất thảm thiết. Lời đồn vô tình truyền đến tai của bà Thủy. Ngay lập tức bà Thủy nghĩ vong hồn đó chính là Mộc Lan. Ngẫm lại 10 hôm đó tròn 50 ngày từ lúc Mộc Lan chết, cái ngày mà cô sẽ được chuyển kiếp. Thế nhưng mà người ta đồn rằng vong hồn đang khóc khiến cho bà Thủy nảy sinh nghi ngờ. Buổi chiều hôm đó, bà Thủy cầm theo một bó nhang lén trốn ông Từ đi ra mộ của Mộc Lan. Tới nơi, bà thắp nhang cho cô mộ của con gái lẫn mộ của Thạch Vương rồi khấn. Ngồi trước mộ của Mộc Lan một lúc thì những giọt nước mắt của bà Thủy bất giác lăn xuống. Đã bao ngày trôi qua, những cảm xúc của bà khi nghĩ về cái chết của đứa con vẫn còn đau lòng đến tột độ. Đoạn bà vừa khóc vừa thì thầm. Con gái, có phải con có chuyện muốn nói với mẹ không? Có phải là con vẫn còn tâm nguyện phải không? Nếu có, con cứ hiển linh về nói cho mẹ biết, cha mẹ sẽ hoàn thành thay cho con. Càng nói thì nỗi nhớ con gái của bà Thủy lại càng dâng lên tột cùng. Bà ta cứ như vậy khóc và cũng ngồi nán lại như đang chờ đợi điều gì. Một lúc sau thì bà nguôi khóc, đó cũng chính là lúc mà bà Thủy đứng dậy chuẩn bị quay về nhà. Trước lúc rời đi, bà Thủy còn nói, mẹ phải về đây, lúc khác mẹ tới thăm con. Vừa quay đầu đi thì về phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói văng vẳng. Mẹ đừng về. Bà Thủy bất giác thấy rùng mình. Nhưng giây đó bà Thủy như là nhận ra giọng nói kia. Bà vội vàng ngoảnh đầu lại. Phía bên trên ngôi mộ vừa đắp, một bóng dáng mờ ảo đang nhìn về phía của bà Thủy, đó chính là Mộc Lan. Bà Thủy không còn cảm thấy sợ hãi nữa, vội vàng lao đến để ôm lấy Mộc Lan. Nhưng đó chỉ là vong hồn của cô. Bà Thủy chỉ có thể nhìn mà không thể nào chạm đến. Con gái của mẹ nhớ con lắm. Mộc Lan cũng khóc theo bà Thủy. Hồn của cô phẳng phất như một đám mây nhỏ trên ngôi mộ, cô nói. Con đã chờ người này lâu lắm, còn nhớ mẹ nhớ cha. Sao mẹ lại đành lòng gả con cho nhà họ Thạch? Bà Thủy nghe vậy thì ngạc nhiên. Cha mẹ làm theo tâm nguyện của con mà. Có phải con muốn về nhà rồi không, mẹ sẽ nghĩ cách. Không. Đó không phải tâm nguyện của con.
con bị người nhà họ Thạch hãm hại. Con nói gì? Con bị hãm hại? Chuyện nói ra dài lắm. Từ việc con bị người ta giết hại đến cuộc hôn này, tất cả là âm mưu của họ và... Con nói đi, mẹ đang nghe. Mộng Lan tỏ ra lững lờ bởi người mà cô định nói đến chính là Tú Kiều, em gái của cô. Thế nhưng cô lại có chút đắn đo, bởi cô biết nếu nói ra bây giờ, người phải chịu đau đớn là cha mẹ của cô. Đoạn cô nói: giờ con sẽ nói cho mẹ nghe sau. Bây giờ còn một chuyện quan trọng hơn con muốn nói với mẹ. Ở sau nắp quan tài này có một lá bùa lỗ ban. Chính lá bùa này giam con ở đây khiến con không thể về nhà gặp được mẹ. Trước mắt thì mẹ nghĩ cách giúp con tháo lá bùa đó ra để con thoát ra. Sau khi xong việc con kể cho mẹ nghe toàn bộ. Được rồi, con kiên trì chờ mẹ. Mẹ sẽ về nói với cha, ông ấy chắc chắn giúp con. Mẹ phải nhớ giữ bí mật chuyện này với Thú Kiều. Mẹ đừng có thắc mắc gì cả, con sớm nói cho mẹ nghe. Bà Thủy bây giờ chỉ nghĩ đến việc làm cách gỡ lá bùa cho Mộng Lan, nên không mảy may đến những chuyện còn lại. Chạy một mạch về nhà, bà Thủy nói hết toàn bộ mọi chuyện cho ông Từ. Nghe xong ông sửng sốt. Bà nói gì lạ? Tôi đã nói với bà rồi, suy nghĩ ít thôi. Bây giờ lại tự suy diễn ra một cái câu chuyện như thế. Nhớ mà người ngoài nghe vậy có phải lớn chuyện không? Bà Thủy cẩn trọng đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nói với ông Từ. Đến giờ này ông còn nói được như vậy. Chẳng lẽ ông nghĩ tôi lú lẫn đến mức độ đó? Ông nhớ hôm nay là tròn 50 ngày của Mộng Lan. Tôi vừa ra mộ, con bé nó báo rằng ở sau nắp quan tài có một lá bùa lỗ ban khiến nó không thể về nhà. Bây giờ chỉ còn cách gỡ lá bùa đó xuống thì con bé mới được giải oan. Thôi bà đừng nói nữa, chuyện như vậy làm sao tôi tin? Tôi với ông sống mấy chục năm qua, ông hiểu rõ tính tôi mà. Con gái nó như vậy, sinh nó ra nuôi nó khổ lớn, ông cũng biết tính tình của nó. Ông thử nghĩ lại đi, con bé nó hiếu thảo như vậy, chẳng lẽ vì một người đàn ông mà nó lại kết liễu đời của mình? Thời gian gần đây tôi có linh cảm không tốt, đêm nào cũng mơ thấy con gái nó khóc lóc suốt. Nên ra mộ thì vong hồn của nó hiện linh nói ra những lời như vậy. Cuối cùng tôi hỏi lần nữa, ông có tìm cách không? Ông Từ chẳng nói gì, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Bà Thủy cắn răng nói: được, ông không làm thì tôi làm. Vừa dứt lời thì bà Thủy đứng dậy bước đi. Được mấy bước thì ông Từ cất giọng: bà định đi đâu? Còn đi đâu nữa, tôi đi tìm cách giúp con gái. Vậy còn tôi, bà định làm một mình sao? Ông kiên quyết không làm còn gì. Dù gì thì cũng đã sống với nhau mấy chục năm, sao có thể nói không là không. Bà nên hiểu rằng bùa lũ ban là loại bùa rất tàn nhẫn, người yểm hay là người hóa giải được nó không nhiều. Nếu sai cách không những không hóa giải được mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Bà Thủy nghe vậy đâm ra có chút lo lắng. Vậy thì theo ông bây giờ về làm sao? Ông Tử nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: lúc còn ở trên huyện tôi có quen một thầy bùa giỏi, nếu thuyết phục được ông ấy thì có thể lá bùa sẽ được giải quyết. Vậy thì ông mau lên huyện tìm ông ấy đi. Ông Từ liền gật đầu: tôi cũng tính sáng sớm mai lên đường, nếu thuận lợi chiều tối tôi về. Bà Thủy nghe vậy thì ưng thuận. Thoáng chút suy nghĩ, bà ghé tay của ông Từ rồi nói chuyện gì đó. Ông Từ nghe xong vẻ sửng sốt: sao phải như vậy? Bà Thủy lắc đầu: tôi cũng không rõ, tạm thời ông cứ nghe con nó căn dặn, sớm muộn mọi chuyện cũng sáng tỏ mà thôi. Sáng sớm ngày hôm sau, ông Từ chuẩn bị đồ đạc rồi âm thầm lên huyện tìm thầy bùa. Rồi biết là rất khó, bởi ngày con gái mất, ông đã bỏ việc ở trên huyện. Lần này cũng vậy, vì con gái ông Từ lại lên huyện, mang theo bao nhiêu hy vọng của ông như bà Thủy. Thời gian trôi qua chóng vánh, thoáng trời mà đã ngả về chiều. Bà Thủy ở nhà ngồi chờ đợi, trong lòng không một giây phút nào được nghỉ ngơi. Bầu trời sầm tối lại, kéo theo những hy vọng của bà Thủy càng lúc càng xa. Ông Từ bây giờ vẫn còn chưa về. Chắc chắn chuyến đi này không hề dễ dàng một chút nào và có thể sẽ quay về công cốc. Khi mà những tia hy vọng cuối cùng dần tan biến thì từ cửa ông Từ cùng một người đàn ông khác vội vàng bước vào. Bà ơi, tôi về rồi đây. Bà Thủy vỡ òa trong vui sướng, bà bước vội lại tay bắt mặt mừng với người đàn ông. Chào thầy, thầy là... Người đàn ông liền đáp: tôi đã nghe ông nhà kể hết mọi chuyện, tránh mọi chuyện bị bại lộ mà cứ gọi tôi là ông Nhường. Bà Thủy nghe người đàn ông nói như vậy thì liền gật đầu. Đoạn bà nói: thì ông ngồi xuống đây, đưa đồ đạc tôi cất cho ông, hai người cứ nói chuyện đi,
tôi đi xuống dưới chuẩn bị ấm trà. Bà Thủy đi xuống dưới thì một lúc sau, tay của bà xách ly ấm trà, hơi tỏa ra nghỉ ngút bước lên. Hai người bà đến đâu rồi? Ông ấy muốn ra ngôi mộ xem tình hình. Ông Nhường liền tiếp lời. Phải, tôi muốn ra đó. Trước mắt là để hai người nên hiểu rằng bùa lỗ ban là một thứ bùa rất là ghê gớm. Nó có thể có nhiều loại lẫn tác dụng khác nhau. Tôi không chắc chắn điều gì nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức. Kịp lúc này thì Tú Kiều từ bên ngoài trở về. Cô ta nhìn thấy người đàn ông lạ mặt cho nên liền hỏi. Cha mẹ con về rồi, chú làm... Ông Từ liền vội cất giọng nói. À đây là chú Nhường, bản thân từng làm trên huyện cùng cha. Này có việc qua nhà của mình ở vài hôm. Tú Kiều vừa nghe vừa gật đầu. Vâng, thế mọi người ngồi chơi à, con về phòng trước. Sau khi Tú Kiều về phòng thì vợ chồng của ông Từ cùng với lão thầy Nhường tiếp tục bàn công việc. Đến đêm khi mà mọi sự đã hòa mình và trong tĩnh lặng thì cũng là lúc mà lão thầy Nhường cùng vợ chồng của ông Từ đi ra chỗ ngôi mộ của Mộc Lan. Khi mà ra gần đến nơi thì bất ngờ bà Thủy kéo hai người kia lại rồi hốt hoảng. Mau nút đi, có người phía trước. Tất cả đều hướng mắt về phía trước, một bóng người lấp ló quanh cạnh ngôi mộ. Nhìn kỹ thì mới phát hiện người đó đang đứng trước ngôi mộ của Mộc Lan. Nhìn những cử chỉ hành động của hắn rất mập mờ và đáng nghi. Thế vậy bà Thủy không kiên nhẫn được, bà định bụng bước tới bắt tại trận người kia, nhưng mà lão thầy đã ngăn lại. Bà không được manh động, nhìn đi, hắn đang đốt một thứ gì đó, rất có thể đang có ý đồ với vong hồn con gái của bà. Nếu mà đến đó bây giờ sẽ bớt dây động rừng, không những không giải quyết được mà còn khiến mọi chuyện bị bại lộ. Thấy lão thầy ra lời khuyên ngăn, bà Thủy liền cố gắng bình tĩnh, đứng sau ngôi mộ quan sát người kia. Bóng dáng của hắn ta tỏ ra rành mạch dưới ánh trăng. Đoạn sau thì lão thầy cất giọng. Theo như những gì mà ông bà kể thì chắc chắn người nhà họ Thạch cũng đã biết về sự tồn tại vong hồn cô gái. Nhưng mà nếu tôi đoán không nhầm, người đó bây giờ đang đốt bùa để ngăn chặn vong hồn, không cho nói chuyện với ông bà. Ông Tử nghe xong thì có chút hốt hoảng. Phải chẳng lẽ bây giờ cứ đứng nhìn hắn ta ra tay với con gái? Ông bình tĩnh, loại bùa này tôi đang học xem qua, tôi có cách. Cả ba người đứng thêm một lát thì người ở phía kia bắt đầu rời đi. Lúc này họ mới cẩn trọng bước tới ngôi mộ của Mộc Lan. Phía dưới nền đất thứ giấy bàn nãy còn bốc cháy. Lão thầy vội vàng dùng chân dập đi, rồi nhặt những mảnh còn sót lại dọi xem. Một lúc sau thì cất giọng. Quả là không sai, tên là bùa yểm vong nhưng mà đã dần mất đi tác dụng khi vong đủ 100 ngày. Đời không phải là cách, hai người giúp tôi tìm một cái túi bóng, chắc chắn nó được giấu ở xung quanh ngôi mộ này. Theo lời của lão thầy và chồng của ông Từ cặm cụi xung quanh ngôi mộ, họ tìm không sót một ngách nào. Một lúc sau bà Thủy ré lên. Có phải cái này không? Vừa nói bà Thủy vừa rút từ phía sau miếng gạch có khắc tên của Mộng Lan ra một chiếc túi bóng được gấp lại một cách gọn gàng. Bà Thủy liền đưa cho thầy Nhường. Lão thầy xem xét một lúc rồi nói. Đúng là cây này. Thầy liền mân mê một lúc rồi xé chiếc túi bóng rồi rút ra một lá bùa màu đỏ đầy giấy những hình thù kỳ lạ. Cây đó thầy dứt khoát xé nhỏ ra rồi đốt. Từ đây tiếng khóc của một cô gái bắt đầu rõ dần. Đó là tiếng của Mộng Lan. Cô đã khóc lóc từ lúc nào cho đến bây giờ, nhưng vì lá bùa cho nên chẳng ai có thể nhìn thấy và nghe được tiếng của cô. Bà Thụy liền nói. Con đừng khóc nữa, mẹ đã tìm được thầy gỡ bùa cho con rồi đây. Lão thầy bước lên cất giọng. Cô nói cho ta biết về lá bùa bên trong được không? Mộng Lan vừa khóc vừa nói. Nó được dán đầm mặt trong nắp quan tài. Mỗi lần con muốn về nhà đều có bị cảm giác bị một lớp màng bao quanh ngôi mộ này cản lại. Chỉ cần chạm tới sẽ rất đau. Thầy giúp con với. Được rồi, cô cứ bình tĩnh. Nếu như mà cô nói thì loại bùa lỗ ban này có bùa yểm vong bình thường thôi. Chỉ cần gỡ xuống là hết. Cái khó bây giờ là nếu đào mộ của cô lên mất nhiều thời gian và bị phát hiện, ta sẽ nghĩ cách để cho lá bùa tự rơi xuống. Như vậy cô sẽ có thể rời khỏi ngôi mộ này. Bà Thủy đứng lên nài giọng. Xin thầy hãy cứu vong hồn con gái của tôi. Được rồi, bà bình tĩnh lại đi, tôi cũng đang nghĩ cách. Lão thầy mắt nhìn lên bầu trời, tay đan vào nhau. Một lúc sau bà Thủy sốt ruột lại thúc giục. Không còn cách nào khác cả thầy.
Vẫn còn một cách không cần phải đào mộ. Xin thầy cứ nói. Ta sẽ dùng pháp chú kéo hồn con gái hai người ra khỏi mộ. Cách này rất đơn giản và nhanh chóng. Nhưng mà linh hồn sẽ chỉ tồn tại trên dương gian được thêm 7 ngày. Do sức mạnh của bùa lũ ban. Rồi sau đó bị tiêu tan. Muốn được đầu thai thì trước ngày thứ 7 phải được làm đàn cầu siêu. Bà Thủy liền nói. Nói như vậy có nghĩa là sau khi thoát ra khỏi ngôi mộ, con bé sẽ chỉ gặp được chúng tôi trong vòng 7 ngày. Đúng vậy. Mấy người hãy suy nghĩ thật kỹ. Nếu đồng ý ta sẽ ngay lập tức đọc pháp chú. Bà Thủy lẫn ông Từ đều nhìn về phía Mộng Lan. Cả hai không kìm được những giọt nước mắt đau lòng. Đoàn Mộng Lan nói. Con chấp nhận. Xin thầy hãy giúp con. Chỉ cần con thoát khỏi được nơi này thì tồn tại thêm trường ấy cũng đủ. Con phải đòi lại công bằng và chỉ có con mới làm được điều đó. Cha mẹ, con gái bất hiếu chưa phụng dưỡng được hai người đến nơi đến chốn. Sau khi mà đầu thai, nếu được con vẫn tiếp tục làm con của hai người. Nghe những lời nói đó mặc dù đau đến xé lòng, nhưng mà vợ chồng của bà Thủy ông Từ không nỡ ngăn cản. Bởi họ biết đây mới thực sự là tâm nguyện của Mộng Lan. Cả hai người đành gật đầu đồng ý cho lão thầy làm phép với linh hồn của Mộng Lan. Đoàn lão thầy căn dặn cả ngay đứng cách xa ngôi mộ, rồi lấy ra một mảnh vải vẽ ngũ hành. Kế đó lão thầy đặt ngay trên chỗ cắm nhang rồi kết ấn bàn tay. Cô hãy nghe này, khi mà thấy luồng sáng đó thì đó chính là lỗ hổng mà cô có thể ra ngoài. Hãy tận dụng nó vì ta không chắc ta sẽ trụ được lâu. Nói xong lão thầy liền nhắm mắt lại, hai môi mím chặt lại. Kể từ cái lúc đó thì xung quanh ngôi mộ bắt đầu có những biến đổi bởi pháp chú. Không lâu sau thì một luồng sáng nhỏ hình ngũ hành hiện lên. Bàn tay của lão thầy cũng bắt đầu run rẩy khó hiểu. Cái lúc mà tưởng chừng như lão thầy không còn trụ được nữa thì một bóng đen từ từ bay theo luồng sáng ra ngoài. Đó chính là linh hồn của Mộng Lan. Mộng Lan vừa thoát được ra ngoài thì lão thầy cũng kiệt sức ngã ngồi ra nền đất. Vợ chồng của ông Từ chạy tới đỡ lão thầy rồi cất giọng. Thầy thì có sao không ạ? Lão thầy không nói gì, chỉ lắc đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Đoạn thầy thở phào nhẹ nhõm. May quá, cuối cùng thì cũng kịp. Vợ chồng của ông Từ đưa mắt nhìn về lão thầy đang đứng thì thấy một cái bóng đen mờ ảo lưng lửng dưới ánh trăng khuya. Hai vợ chồng của ông chạy lại gần chỗ chiếc bóng, đưa tay cảm nhận, khóc không nói được lời nào. Lúc này Mộng Lan liền cất giọng. Cha mẹ, hai người đợi con. Trước khi mọi chuyện được sáng tỏ, có thể con sẽ không về gặp hai người được như bây giờ. Con phải đi rồi, mọi người nên về đi. Ở đây lâu sẽ không an toàn đâu. Dứt lời Mộng Lan hòa mình vào trong màn đêm. Hai vợ chồng ông Từ nhìn theo một lúc rồi nén đau. Cộng với lão thầy nhường âm thầm quay trở về nhà. Phía nhà Thạch Cầu giờ này cũng đã khuya. Nhưng hai vợ chồng ông ta vẫn còn đang nhỏ to bàn chuyện. Ông đã giải quyết xong chứ? Tôi đã căn dặn Tam Cương ra mộ nó yểm bùa, chắc giờ này cũng đã ổn thỏa. Người đàn bà tỏ ra giọng khó chịu. Mà tôi đã nói với ông ngay từ đầu rồi, mấy cái lão cào tay yểm luôn, đằng này cứ ẩm ương vừa mất thời gian vừa rách việc. Người đàn ông liền chép miệng. Bà yên tâm, sau lần này tôi lên huyện mời thầy cao tay về giải quyết triệt để cái vong. Còn chuyện tôi giao cho bà làm đến đâu? Thì tôi vẫn còn đang làm. Đằng nào cũng mất công nuôi dạy. Tôi tính tìm một đứa có truyền thống chữ nghĩa một chút, sau này dễ bảo. Bà nói cũng phải. Hai vợ chồng của ông ta đang bàn thì Thạch Cầu chợt liếc mắt ra bên ngoài, như là nhìn thấy thứ gì. Ông ta nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi đánh tiếng. Ai ở bên ngoài vậy? Vừa nói ông ta vừa đưa mắt nhìn sang Cao Lãm, vợ của ông ta mà nói. Làm có ai ông buồn cười thật đó. Không phải. Rõ ràng tôi thấy có ai đó vừa đứng ở cửa sổ nhìn vào. Có khi nào là Tam Cương? Tam Cương? Nếu là hắn thì việc gì phải lén lút? Thôi bà vào nghỉ ngơi trước đi. Tôi ra đây một chút rồi vào ngay. Nói đoạn Thạch Cầu bước ra ngoài cửa, nhìn trời nhìn đất một lúc. Thế mọi thứ vẫn bình thường. Ông ta mới yên chí đi vào bên trong để ngủ. Vừa chợp mắt được một lúc thì ông ta bị đánh thức bởi tiếng đẩy cửa. Lúc đang ngáy ngủ, ông ta mắt nhắm mắt mở, nhìn về cửa thì cửa vẫn còn đang đóng, cho nên liền nhắm mắt lại và ngủ tiếp đi. Đến nửa đêm, ông ta lại một lần nữa thức giấc vì có một cảm giác lạnh toàn thân. Vội đưa tay của thì phát hiện chiếc chăn mà ông ta vừa đáp bây giờ đã biến mất.
Ông ta giật mình rồi ngồi chồm dậy nhìn xung quanh, thì lúc này mới hoàn hồn phát hiện chiếc chăn bằng cách nào đó đã rơi xuống nền lúc nào không hay. Vốn chẳng nghĩ ngợi gì cho nên ông ta cúi người xuống định bụng kéo tấm chăn lên thì bất giác rụt người lại và hét lên. Vợ của ông ta đang say ngủ thì cũng giật mình thức giấc. Bà ta nheo mắt nhìn rồi nói với cái vẻ khó chịu: nửa đêm không có ngủ ông hét cái gì vậy? Thầy cậu vội vàng lên người bà vợ rồi lắp bắp nói: Tôi vừa nhìn thấy nó. Nó là ai? Vừa nói xong thì bà ta bật dậy, khuôn mặt thất thần như là vừa phát hiện ra điều gì. Bà ta đưa mắt nhìn xung quanh: ông vừa nói gì? Ông nhìn thấy ai? Là chính cô ta. Vừa nói xong thì mặt mũi của vợ ông ta tái mét không còn một giọt máu. Sau một lúc kể từ khi đó thì mọi sự vẫn bình yên. Vợ chồng của ông ta mới bắt đầu bình tĩnh trở lại. Vợ của ông ta nói: ông có chắc là mình nhìn thấy cô ta không? Thầy cầu liền đáp: bà nãy lúc mà tôi cúi xuống kéo chiếc chăn, rõ ràng là nhìn thấy cô ta nằm dưới cái nền nhà, nhìn tôi cười rất là ghê sợ, chắc chắn là không thể nhầm được. Vợ ông ta im lặng một lúc rồi nói tiếp: chắc là mấy ngày hôm nay ông nghĩ nhiều quá cho nên bây giờ tưởng tượng ra, chứ bùa đã yểm rồi thì làm gì có chuyện cô ta về đây. Bà nói cũng phải, thôi muộn rồi, cứ ngủ đi rồi tính tiếp. Đôi mắt của ông ta vừa khép lại thì bỗng dưng thấy lạnh cả sống lưng. Ông ta có một cảm giác như là một người nào đó đang nhìn về phía của ông ta và vợ. Lòng bất an, ông ta từ từ hé đôi mắt ra thì bàng hoàng nhìn thấy một cái bóng trắng toát đứng ngay sau chân giường. Mặc dù đã biến mất ngay sau đó, nhưng mà vừa nhìn qua ông ta đã nhận ra đó là Mộng Lan. Ông ta hoảng loạn đưa mắt nhìn xung quanh rồi vỗ vào người của bà vợ. Bà ta lại khó chịu cất giọng: ông lại làm sao vậy? Ông ta lại lắp bắp: là cô ta. Vợ của ông ta lại bàng hoàng ngồi dậy. Bà ta dù không tin nhưng mà đây đã là lần thứ ba trong đêm chồng của bà ta phát hiện ra một điều rất kỳ lạ. Mộng Lan bị hại cũng đã lâu, nhưng đây là đêm đầu tiên vợ chồng của ông ta bị báo mộng. Nghĩ đi nghĩ lại, bà ta liền nói: ông nên ra bàn thờ tổ tiên thắp mấy cây nhang. Thầy cậu nghĩ ngợi một lúc rồi đi thẳng một mạch ra gian nhà lớn, đốt nhang rồi khấn vài câu. Sau đó thì ông ta quay trở lại phòng. Tới lúc đó thì ông ta không còn cảm giác bị quấy phá nữa. Sáng hôm sau, lúc mà ông ta đang chuẩn bị ra ngoài thì Tam Cương liền đến. Khuôn mặt của hắn ta rất đắc chí như là muốn nói với thầy cậu chuyện gì đó. Nhìn thấy hắn ta, thầy cậu liền nói: cậu tới rồi sao? Vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu đây. Ông nói đi tôi nghe. Việc tôi giao hôm qua cậu làm thế nào? Xong xuôi rồi ông khỏi phải lo. Cậu có chắc không? Chắc, nhưng mà sao ông hỏi vậy? Không hiểu vì sao đêm qua tôi nhìn thấy cô ta về mấy lần. Theo như lời của lão kia căn dặn thì không thể có chuyện đó. Nhất định đã xảy ra một chuyện gì đó. Tam Cương liền hỏi: vậy ông tính như thế nào? Tôi muốn nói với cậu tối nay cậu ra mộ xem lại một lần nữa, xem có vấn đề gì không. Tam Cương suy nghĩ một lúc rồi nói: thôi được rồi, để tối nay tôi ra đó lần nữa. Còn chuyện gì căn dặn tôi biết không? Cậu cứ lo chuyện đó trước đi rồi tính tiếp. Bây giờ tôi còn có việc. Cậu cứ nói rồi muốn về lúc nào thì về. Dứt lời thì ông ta đứng dậy đi ra ngoài. Đêm hôm đó Tam Cương theo lời của thạch cầu tìm đến ngôi mộ của Mộng Lan. Vốn đã quen với cảnh này cho nên cùng lúc hắn càng lì lợm, chẳng còn sợ hãi nữa. Vừa tới hắn đi một vòng xung quanh mộ, mọi thứ vẫn còn bình thường liền lẩm bẩm: cứ vẽ chuyện, có thấy thay đổi gì đâu. Đoạn hắn tiến lại trước bia mộ, từ từ gỡ tấm gạch khắc tên ra. Thoáng hắn đưa tay qua lịch, càng lúc càng tỏ ra hốt hoảng. Lúc này từ đằng sau thì một giọng nói lạnh người vang lên: mày tìm thứ đó phải không? Tam Cường chưa kịp bình tĩnh chết lặng khi phát hiện ra giọng vừa cất lên. Hắn cứng đưa người gắng quay người lại nhìn. À! Giọng của hắn cất lên thì ngay lập tức bị một bàn tay sắc nhọn bóp chặt lấy cổ họng, khiến hắn không thể nào hét tiếp được. Trước mắt của hắn bây giờ chính là oan hồn Mộng Lan. Bao nhiêu sức lực của hắn dường như tiêu biến sau khi thấy cảnh đó. Muốn hét lên cũng chẳng được, hắn chỉ biết gào trong cổ họng rằng: không phải tôi, là lão Thạch chủ mưu, là ông ta. Mày và chúng nó là lũ máu lạnh không khác gì nhau.
tất cả đều phải chết. Không để cho Tam Cương nói gì thêm, Mộng Lan trừng mắt, một tiếng rắc giòn tan vang lên. Kế đó cơ thể của Tam Cương mềm nhũn ngã xuống đất. Phía Thạch Cầu và ông ta và vợ lo lắng không ngủ được, nóng lòng chờ đợi tin tức của Tam Cương. Trong lúc mà đang đau đầu chưa biết làm gì thì tiếng gõ cửa vang lên. Không nghĩ ngợi nhiều, ông ta bước vội ra mở cửa. Thế nhưng mà ông ta hoảng hốt khi không nhìn thấy ai, nhất là người mà nãy giờ ông ta đang chờ đợi. Nhưng rồi từ phía xa ông ta nhìn thấy một bóng dáng đàn ông, nhìn kỹ hơn thì đó là Tam Cương. Chưa kịp vui mừng thì trong đầu ông ta bắt đầu nảy ra những suy nghĩ khó hiểu. Ông ta không hiểu vì sao Tam Cương lại đứng yên một chỗ như vậy. Càng không thể hiểu tiếng gõ cửa ban nãy từ đâu mà ra. Thắng định thần, ông ta liền cất giọng. Sao cậu không vào đây đứng đó? Hỏi nhưng mà không thấy Tam Cương nói gì. Ông ta đâm ra càng lo lắng hơn. Ông ta gọi vợ rồi dậy chậm rãi tiến về phía Tam Cương đang đứng. Gần tới thì bất chợt Tam Cương ngã ra như một cây cột. Thầy cầu vội vàng chạy tới xem xét một lúc thì phát hiện Tam Cương đã chết. Cái đầu của hắn ta như là muốn rời khỏi thân, nhưng mà cặp mắt vẫn còn trợn ngược lên. Vợ chồng ông ta không khỏi kinh hãi. Ngọn đèn đang cháy sáng bỗng nhiên vụt tắt. Một tiếng két đẩy cửa vang lên. Trước mặt của vợ chồng ông ta, một cái bóng trắng thoát ra từ từ tiến lại. Vợ chồng của ông ta không dám nhìn thẳng, gào khóc lên xin tha mạng. Mộng Lan cười lên lạnh người rồi nói: ta không thù không oán với chúng mày, nhưng chúng mày lại nhẫn tâm giằng bẫy hại giết tao, để tao vào cách làm ma cũng không được, muốn siêu thoát cũng chẳng xong. Nhân quả luôn luôn tồn tại, giết người thì phải đền mạng, chúng mày hãy chết đi. Trong đêm, những tiếng hét lớn vang lên nghe rất thảm. Ai nấy đều đổ ra xem thì phát hiện căn phòng của Thạch Cầu và vợ ông ta đang cháy. Mặc dù biết rất sớm nhưng mà lửa bén quá nhanh, chẳng mấy chốc đất thiêu rồi căn nhà trước sự bất lực của hàng trăm con người lân cận. Chẳng ai biết được vì sao có vụ cháy đó, bởi lúc lửa tàn thì đã không còn thứ gì nữa. Sau khi báo thù nhà họ Thạch xong thì Mộng Lan tìm đến Tú Kiều, đỡ em gái mà ngày còn sống cô yêu thương nhất. Và một đêm yên tĩnh, từ phòng của Tú Kiều bỗng vang lên một tiếng hét lớn. Vợ chồng của ông Từ và lão thầy Nhường đều bị đánh thức. Tất cả đều tìm ra ngoài xem có chuyện gì. Thì lúc này bắt gặp Tú Kiều từ trong phòng bước ra, lê những bước chân nặng nề đến trước mặt ông bà Thủy. Chưa kịp hỏi thì Tú Kiều đã quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn ra. Bà Thủy chưa hiểu chuyện gì hốt hoảng cất giọng. Con gái sao vậy, đứng dậy đi. Cha mẹ, con không thể đứng được, con đã gây ra tội lỗi tề đình không thể tha thứ. Còn nói gì mọi người không hiểu. Tú Kiều khóc nức lên rồi lắp bắp. Tất cả mọi chuyện về chị là con gây ra. Tú Kiều nói vậy, vợ chồng của ông Từ lẫn thầy Nhường chợt nhớ lại những điều Mộng Lan đã căn dặn. Có lẽ họ đã bắt đầu ngộ ra những ý nghĩ sâu xa trong câu nói của cô. Bà Thùy như là không tin vào những gì bản thân vừa nghĩ. Nó quá sức tưởng tượng đối với bà khiến cho bà ngã gục, bà khóc. Tôi không tin. Làm sao tôi có thể chứ? Tôi không tin. Ông Từ không còn giữ được bình tĩnh như ban đầu. Ông giờ khóc giờ cười nhìn trời rồi hét lên như một người điên. Lúc này Mộng Lan xuất hiện, có lẽ cô biết trước được sẽ có chuyện này, nhưng cô không thể dung túng cho tội lỗi của đứa em gái của cất giọng. Cha mẹ, bây giờ hai người cũng đã rõ mọi chuyện. Dù sao thì con cũng chẳng còn nữa. Cha mẹ hãy tha thứ cho nó, nuôi dạy nó một cách tốt hơn. Con tin nó sẽ biết hối lỗi và trở thành người tốt. Đây cũng là tâm nguyện của con. Hai người hãy giúp con hoàn thành điều đó. Vợ chồng của ông Từ gật đầu trong nước mắt. Đến cuối cùng thì Mộng Lan vẫn vậy. Cậu vẫn là một người tốt. Một người chỉ thương em gái hết mình. Mấy ngày sau, Mộng Lan được thầy Nhường lập đàn cầu siêu trước hạn hồn bay phách tán. Còn Tú Kiều thì được thầy Nhường dẫn vào một ngôi chùa trên huyện, bắt đầu một cuộc sống tu tâm tích đức. Chờ ngày trở về. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.